Nào bây giờ nhá, lớp mình tập trung này. Bây giờ mà cái 1,2V anh cũng gặp trường hợp như này rồi. Có nghĩa là cục cắm điện vào IO ấm lên ấy. Hiểu chưa? Cắm điện vào IO ấm lên nhá. Đấy thì nếu mà dò kỹ ra ấy, thì chúng ta sẽ phát hiện anh đã từng gặp một con là nó phát hiện là nó bị dò những một trong những con tụ dưới đây này. Hiểu chưa? Nó dò một trong những con tụ ở dưới đây. Đấy. Nó gây tượng là làm cái đường 1,2V này sụt áp. Đồng thời lúc đấy các em đo thấy 1,2V này sụt áp nhé. Hiện tượng tiếp theo là các em thấy 1,2V này sụt áp. Được chưa? Và IO cứ nóng lên. Cái trường hợp này các em giống hệt cái trường hợp mà cái bạn hôm trước bạn hỏi cái ban đấy. Thì nó giống hệt là khi mà các bạn ấy thay IO không được. Con này thay IO chắc chắn không được đúng không? Hiểu chưa? Nên là cứ các bạn nhiều khi cứ bảo là nóng đâu là thay đấy, không phải đâu. Nhớ cái nguyên tắc đấy, sai nhé. Được chưa? Nóng đâu say đấy là sai. Được chưa? Đấy. Đấy, IO nóng nhưng không phải nấu IO mà lại là chập những con gì? Chập tụ dưới đấy, được chưa? Phải tìm được đúng con tụ chập. À, lúc này chúng ta đo sẽ thấy trở kháng của đường 1,2V này thấp. Đúng không ạ? Rồi cấp 1,2V ở đây thì thấy một trong những con tụ này sẽ có hiện tượng nóng lên. Chúng ta thay con tụ đấy thì lúc này thì IO mới gì? Hoạt động được, hiểu chưa? Tiếp theo, hiểu về cái nguồn 1,2V này chưa? Tiếp theo thì để IO hoạt động được nữa ấy, thì con này ấy, nó sẽ còn một điều kiện nữa cơ bản là gì, là PP3V3S5AVRFSNC. Được chưa? Đấy, cái điện áp này là điện áp tham chiếu, là một trong những điện áp tham chiếu luôn. Được chưa? Điện áp này do một con IC đây, chúng ta sẽ đi về cái con IC chi tiết của con IC đây, anh sẽ tìm kiếm đến chi tiết đây. Nó chính là bản thân là nó cũng là do con IC gì đây, do IC reset tạo ra. Đấy, reset tạo ra. Đấy. Sau khi mà IO có nghĩa là chúng ta thấy không? Khi mà IO hoạt động đúng không? Thì có nguồn 3.2V đúng không? Và chúng ta học buổi sáng này chúng ta thấy rồi. Thứ nhất là sau khi IO hoạt động ấy thì sao? Thì PP3V3S5SMNC được chưa? Đây chính là nguồn, đây cái này chính là nguồn gì? 3.4 gì? 3.2V đúng không? Đi về một con IC tạo ra mạch reset đúng không? Hay ở trên kia nó gọi là SMC Power Boost ấy. Buổi sáng nay chúng ta nhìn thấy cái con nó tạo ra SMC Power Boost không? Đúng không ạ? Đây, thì nó tạo ra được SMC reset, có nghĩa là gì? Xung reset cho gì? Nó tạo ra xung reset cho IO, được chưa? Đồng thời ấy, thì con IC này nó sau khi nhận được nguồn 3.2V đấy ấy, thì nó cũng tạo ra được PP3V3S5AVRFSMC, đường này có 3.3V. Nha. Đường này mới chính thức là 3.3V này. Đúng là 3.3V này. Là đi áp báo tham chiếu báo cho IO biết đúng không? Là nguồn 3.42V đã tốt rồi. Được chưa? Là nguồn 3.42V đã tốt rồi, được chưa? Đấy, có nghĩa là vài IC hoặc reset cũng đang hoạt động. Thì đây chính là mạch để gì? Đây thì đây điều kiện này, đây là điều kiện tiếp theo của IO, được chưa? Đấy, điều kiện này. PP33N5MG. À, khi chúng ta học về laptop đúng không? Thì chúng ta thấy là gì? IO hoạt động được cần phải có ROM đúng không? À, nhưng mà với MacBook thì ROM nó nằm trong IO. À, nó có ROM. Còn ROM ấy, ROM của IO này nó nằm ở trong bản thân nội tạng, nó nằm trong này này. Và đây này, người ta làm chương trình ROM cho nó thông qua cái này này, cái chân này này. Thế nhưng mà mình thì không ai nạp ROM cho nó, được chưa? Thường thay thế nó mới luôn. Được chưa? Nó có chân nạp ROM này. Đấy, thì đây là các điều kiện cơ bản của gì? Của IO để IO hoạt gì? Hoạt động. Thì bây giờ đi làm một lần nữa xong anh cho lớp mình viết nhá. Được chưa? Viết lại nhá. Chúng ta làm xong viết lại xong lại gửi lên nhóm cho anh để anh đấy nhá, để anh ấy lại nhá. Đấy, trước mắt là để giản đồ cơ bản về cái các nguồn điều kiện này đã. Thứ nhất là nguồn nuôi đúng không? Nguồn nuôi đi về và chắc chân VBAT này, VDD này đúng không? Và VDDA đúng không? Các chân này đều phải bằng 3.2V, được chưa? Đi vào. 3.42. Thì nguồn chờ của nó mà, hả? Ừ, nó vẫn là 3.42V nhé. Nó là 3.42V đấy.
Các em nhìn đây này, nhìn vào đĩa app này, các em để ý này, đa phần là các bạn thấy này, dù nó ghi PP3V3 đúng không? Thứ nhất, những cái chỗ nào anh cần lưu ý cho các em là các em phải lưu ý đúng không? Ví dụ như con này nó ghi là 3V3 á, thì có thể nó là 3,3V đấy, được chưa? Đấy, nhưng mà chỗ này bị sai đúng không? Không phải sai mà nhà sản xuất nó quy ước như thế. Vì chúng ta vừa xem rồi, cái PP3V3S5MC lại lấy từ cái nguồn 3.2V đúng không? Vậy nên nó phải là 3.2V. Còn đa số sau này ấy, sau này các em lưu ý, ví dụ đây, các em nhìn này, ví dụ nó ghi là PP1V2S5 đúng không? Thì sẽ là 1,2 gì? 12V. Đấy. Còn PP3V3S5AVRFS5C này chưa? Thì đây chính là nguồn gì? Nguồn tham chiếu nhá. Cái nguồn này ghi rõ này, nguồn tham chiếu của IO, được chưa? Báo cho IO biết là nguồn gì? Nguồn 3.2V đã tốt, được chưa? Đấy, là nguồn này lấy từ đâu? Lấy từ IC gì? Lấy từ IC gì? Reset đúng không? Lấy từ IC reset của IO. VBAT VDD là nguồn nuôi. Với cả nguồn VDDA này nó cũng là nguồn nuôi, được chưa? Nó lấy gốc từ 3.2V nó đi vào đây này, đi thẳng vào IO này. Sau đó là đi, nó đi qua các cuộn cảm L4901 này, được chưa? Thì tạo thành nguồn VDD gì? VDDA, được chưa? I1 là 1,2V. Không phải thứ cấp. 1,2V này do IO ấy, có nghĩa sau khi IO nhận được có nguồn 3.2V đúng không? Thì IO tự tạo ra 1,2V này xong lại quay lại nuôi chính nó. Tự nuôi, tự cấp, thấy chưa? Có nghĩa là nó tự làm tự ăn ấy. Thì đấy, nguyên tắc là tự làm tự ăn. Mà nhớ cái ba những cái chỗ này này là nó bị dò tụ đấy nhá, ấm IO nhưng mà nó dò những cái tụ này nhá, được chưa? Không đến lúc nào thay con đấy, không phải nóng con nào dẫn thay con đấy, mà vấn đề là xác định chính xác nó ở đâu. Vì con này nóng nhưng mà lại làm IO gì, IO ấm, được chưa? Nếu mà là nguồn ấy, lúc này chúng ta coi như IO, lúc đấy chúng ta coi IO giống như kiểu IC, giống con tạo nguồn đúng không? Nó tạo ra 1,2V này này, khi mà nó dò đây này, nó dò dưới đây đúng không? Nó dò dưới đây thì nó làm nguồn ấm đấy, đấy chưa? Lúc này chúng ta đo đây sẽ bị thấy hiện tượng là trở kháng ở đây thấp đúng không? Thì chúng ta sẽ cấp một cái nguồn dòng điện nhỏ ở đây đúng không? Thì nếu mà chúng ta xác định được con tụ nào ấm thì chúng ta loại bỏ nó và thay thế con tụ mới vào nhé. Đấy, chúng ta chuẩn bị sang phần mới này. Đầu tiên là bây giờ chúng ta sẽ phân tích mạch tạo ra 3V3S5MC nhé. Được chưa? Bây giờ đến phần là tạo ra PP3V3S5MC, được chưa? Làm sao tạo ra nguồn này, được chưa? Đấy, thì đầu tiên chúng ta đặt câu hỏi đầu tiên ấy, thì mất nguồn này thì gây tượng gì? Nào, theo các em biết, đố các em biết mất nguồn này gây tượng gì? À đúng rồi, đầu tiên là chúng ta xác định là IO không thì không thể hoạt động được. Đúng không? Có bật được nguồn không? À đúng rồi, không kích được nguồn. Đen sáng sáng không? À đúng rồi, đèn sáng không đèn sáng, đúng không? À bởi vì sao? Bởi chúng ta nói rồi, cái mạch nhân dạng sạc này đúng không? Còn điều khiển sạc là do IO đúng không? IO không thể hoạt động thì đèn sáng không để sáng. Đây là một trong những hiện tượng của máy mà chúng ta biết à. Nên sau này khi mà cái bệnh, vì sau này các bạn để ý kỹ thuật nhé, làm nhé. Cái ban mà không kích được nguồn ấy, mà đèn sáng không sáng ấy, là kiểm tra nguồn 3.2V đầu tiên. Được chưa? Đấy, kiểm tra nguồn 3.2V là kiểm tra nguồn đầu tiên. Lý do vì thế. Đấy. Đây PP3, đây là PP thì 3V3S5SMC thì chúng ta sẽ bắt đầu đến cái chuyên đề mất cái nguồn này. Được chưa? Mất cái nguồn này. Đấy. Chúng ta bắt xác định là đi tìm đến cái nơi nào tạo ra nó đó nhá. Được chưa? Đấy. IC nguồn đây. Người ta làm cái cách này rất là hay nhá. Các em nhìn cái cách phân chia của MacBook không? Sau này các em để ý cái bố cục này nhá. Được chưa? Đây này. Nó làm bố cục như này. Ở cái trang số 7 ấy, đúng không? Các em nhìn vào trang số 7 được chưa? Đấy, cái bố cục nguồn của nó, nguồn điện của nó làm rất là hay, có nghĩa là giả sử nhé, ví dụ cái nguồn 3.2V này nuôi cho cửa audio đúng không? Thì nó sẽ là PP3V42G3 audio. Đúng không? Thì các em tìm kiếm thì rất là tìm kiếm, không phải đi tìm nhiều nơi nữa. Bình thường laptop của các em ghi một lệnh này mà nó đến 15 chỗ đúng không? Một lệnh này đến 15 chỗ, một cái nguồn điện này đến 15 chỗ đúng không? Thì các em phải tìm kiếm một vòng là 15 phát đúng không? Thế nhưng cái này nó chỉ là
phần audio riêng. Vậy nên là bây giờ nếu với khối audio này em chỉ tìm loanh quanh được cái khối audio thôi, được chưa? Còn nếu mà trên này nhá, các em nhìn này, gốc nguồn nó này, khi em nhìn này, nhìn cái gốc này đây, khi em tìm ở đây thì nó sẽ đi về cái gốc, cái nơi tạo ra nguồn luôn, nhìn chưa? Có nghĩa là đây là phân chia thành nguồn và tải đấy, đúng không? Cái lệnh này trong nguồn và tải đấy. Đây, đây là phần nguồn đấy, đây là phần nguồn. Thì để cái IC3.2V này hoạt động ấy, và các ban bệnh anh hay gặp của nó ấy, anh sẽ chia sẻ với các em về cái lỗi thứ nhất là gì. Đầu tiên là cái bệnh ban mất 3.2V thì G3H review này, được chưa? Mất cái đĩa áp này thì chúng ta vừa nói rồi, thứ nhất IO hoạt động được, đèn sáng không sáng, đúng không? Máy không kích được nguồn. Thì cái ban của nó như này này, thì thứ nhất là gì, để điều kiện để cho IC này hoạt động ấy, thì các em để ý cho anh này. Thứ nhất này, các em hay gặp điều kiện, một là gì, nguồn nuôi là VI, đúng không? Thực ra bản chất đây là con này bản thân nó là một IC nguồn xung đấy. Nhìn nó thiết kế đơn giản này thôi mà nó là IC nguồn xung đấy, nó không phải IC LDO đâu, không phải là IC nguồn tuyến tính đâu nhá. Nó tạo ra dòng điện cũng cực kỳ thấp thôi. Đây này, các em đọc cái thông số đây này, các em nhìn thông số đây này, nhìn chưa? VA của nó sẽ bằng 3.46 gì? 465V VA. Cường độ dòng điện của nó là 350mA là max output, có nghĩa là cường độ dòng điện loại cao nhất đấy, mức cao nhất của nó, được chưa? Đấy, là 350mA thôi nhá, được chưa? Đấy, tiếp theo là tần số này, tần số dao động để tạo ra xung nguồn đấy là 470kHz ấy, nhìn chưa? Đấy, đây là một IC nguồn xung nhé, nhưng mà IC nguồn xung này gì, có công suất gì? Công suất nhỏ. À, thế các em hiểu thế nào về nguồn xung rồi? Hả? IC nguồn xung đúng không? Bản chất là IC nguồn xung. IC nguồn xung là một đơn giản thôi. Tại sao lại đúng không? À, các em nhìn vào các IC nguồn, các em sẽ thấy một điểm chung của nó là gì? Là nó tạo ra một cái nguồn có thể gọi là cố định, trừ nguồn siêu ấy. Nó khác biệt giữa các nguồn xung cố định nhé, các nguồn regu, các em nhìn thấy nguồn regu chưa, đúng không? Regulator là ổn áp, đúng không? Được chưa? Có nghĩa là với cái nguồn này thì nó luôn luôn cố định, ok chưa? Luôn luôn cố định, luôn luôn bằng. Có hai loại nguồn xung khác nhau nhé, có hai loại nguồn xung khác nhau. Một là tạo ra điện áp ổn định, được chưa? Ví dụ con này là 3.2V này thì lúc nào nó sẽ phải bằng 3.42V, hiểu chưa? Đấy, làm nguồn lúc nào nó sẽ bằng 3.2V. Đấy, thì đấy người ta gọi là gì? Là regulator, hiểu chưa? Đấy, là ổn áp, hiểu chưa? Đấy,